Chào các bác, một chiếc đồng hồ đẹp thì nó phải cho các bác cái vẻ đẹp ngoại hình này. Và đặc biệt hơn, đó là âm thanh của một chiếc đồng hồ côn cổ. Tại sao? Và đó là cái lý do mà các bác muốn sưu tầm những chiếc đồng hồ cổ. Đó là nó sở hữu cái nét đẹp của người xưa và cái âm thanh của những cỗ máy thời gian của người Pháp. Và chiếc đồng hồ đây là một chiếc đồng hồ đến từ đất nước Pháp. Nó đến từ thương hiệu Casio và là một thương hiệu nổi tiếng ở đất nước Pháp nếu các bác đang sở hữu những chiếc đồng hồ có ngoại hình đẹp. Và chiếc đồng hồ này nó cho các bác cái kích thước chiều dài là 72cm. Và cái phần rộng nhất của chiếc đồng hồ là 35. Nó có một cái độ sâu rất là dày. Và chiếc đồng hồ này là bảo với các bác là các bác có thể nắp được máy 10 của thương hiệu Odo. Và em cũng phải nhận định đây là một chiếc đồng hồ nó cho các bác âm thanh của bản nhạc Westminster trên nền công đồng. Nghe nó gần như là một chiếc đồng hồ Odo 36. Để các bác không phải đợi thì em sẽ thử qua âm thanh trước, rồi sau đó sẽ giới thiệu qua một chút về cái thiết kế ngoại hình của chiếc đồng hồ này. Các bác thấy sao về âm thanh của chiếc đồng hồ mà em vừa thử cho các bác nghe? Một chất lượng gông đồng rất là trầm, có độ ngân cực kỳ là cao. Các bác nhìn này, củ gông nó còn bám nguyên bụi tây các bác nha, còn nguyên bụi tây. Bộ gông đồng, bộ vồ da còn rất đẹp. Thanh trong máy còn giữ được các bác ạ, thanh trong máy còn giữ được. Và đây là bộ máy với kích thước rất là lớn. Các bác nhìn cái dung tích của phần ổ cót này. Các bánh răng rất là to và đây là một cỗ máy nguyên bản 100% của người Tây. Các bác nhìn này, phần vỏ ngoài quả ổ cót này, phần hay các bác hay gọi đây là nồi cót, các bánh răng này nó còn váng ươm rất là đẹp. Bên dưới một phần khóa gông bằng gỗ cũng còn giữ đầy đủ này. Dưới nữa một quả nắp mạc chrome, phải công nhận với các bác là rất là đẹp luôn, sáng. Cần dài gần như là một chiếc đồng hồ Odo 36. Nên các bác để ý kỹ thì đây là một cái phần mà số gần như là của Odo 36 này. Bây giờ em sẽ quay trở lại với cái thiết kế ngoại hình của chiếc đồng hồ của thương hiệu Casio của người Pháp. Các bác thấy sao? Đầu tiên là chúng ta sẽ có những chi tiết kính mài vắt cạnh. Kính mài vắt cạnh được thiết kế xen kẽ nhau, tạo hình rất là đẹp. Và đây các bác hay gọi đây là một phần kính lào hoa văn. Chiếc thùng này nó sẽ được chạm trổ các bông hoa, được chạm trổ trực tiếp trên nền gỗ sồi. Và hoàn toàn thiết kế của chiếc đồng hồ hoàn toàn bằng chất liệu gỗ sồi các bác ạ, rất là dày dặn. Các bác nhìn đây, cái chi tiết chùm hoa được thiết kế nó gần như là rất là lớn nha. Các bác nhìn xem, rất là lớn ạ. Hai bông hoa nó gần như là che hết phần mái trên của chiếc đồng hồ rồi. Và nó được chạm trổ trực tiếp bằng tay, làm hoàn toàn bằng tay các bác ạ. Đây là phần lá được mô phỏng này, đây là phần lá cây được mô phỏng. Còn bên trong này là những cánh hoa. Và trong nữa được thiết kế phần nhụy này, rất là tinh tế luôn. Hai bông hoa rất là đều nhau các bác nhá. Xuống bên dưới chúng ta sẽ có thêm hai bông hoa nhỏ cũng được thiết kế tương tự như thế. Phần lá này, phần cánh hoa và đây là phần nhụy hoa các bác ạ. Nét đẹp của người phương Tây, rất là tỉ mỉ luôn. Và các đường hoa dây được thiết kế xen kẽ, tạo hình rất là đẹp. Phần đuôi cũng thế này, các bác nhìn này, phần đáy thùng được thiết kế xếp chồng. Và trên đỉnh cũng được thiết kế xếp chồng.
làm cho chiếc đồng hồ nó trở nên cân đối và xuất sắc về ngoại hình. Còn âm thanh thì em cũng đã vừa thử cho các bác rồi. Để mà nói xác định đây là một chiếc đồng hồ đáng chơi hay không thì đối với em, đây là một chiếc đồng hồ đáng chơi. Nó sở hữu một cái ngoại hình phải nói là đẹp, xuất sắc. Âm thanh thì các bác cũng vừa nghe rồi. Không khác gì một chiếc không khác gì âm thanh của những chiếc Odo 36 mà còn sở hữu cái vách thùng rất là sâu nữa. Thế nên cái độ trầm ấm của cái bộ gông đồng nó càng được ngân vang hơn. Quay trở lại một chút với cái bộ mã số, chúng ta sẽ có bộ kim đúc này, và các bác thấy là ba lỗ vành khuyên cót nó còn đều đầy đủ hết khuyên các bác nhé. Và đây là một chiếc đồng hồ em nhập ở bên trời Tây về nguyên bản 100%. Từ cái phần nẹp kính rào bên dưới này, các bác nhìn giúp em này. Bên trên cũng thế này, phần chắn kính này. Và bên dưới phần bản nề. Rất là xuất sắc cho một chiếc đồng hồ đẹp của người Pháp. Quay xa một lần nữa tổng thể vẻ đẹp của chiếc đồng hồ để các bác có cái nhìn tổng quan. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.